Bốn nhà tiên tri lỗi lạc Việt Nam, sấm truyền linh ứng cả ngàn năm sau. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, nói đến tài tiên tri, hẳn nhiều người biết đến bà Vanga, nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới người Bulgaria, Nostradamus, nhà tiên tri lỗi lạc người Pháp thế kỷ 16, hay Gia Cát Lượng, bậc thầy tiên tri người Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, thông qua những câu sấm truyền lưu danh hậu thế, nhiều bậc vĩ nhân trong lịch sử Việt Nam đã tiên đoán vô cùng chính xác những sự kiện diễn ra sau hàng thế kỷ. Vùng đất Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng lại là vùng địa linh nhân kiệt. Trên thực tế, có không ít những nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam được ghi nhận và lưu truyền sử sách. Việt Nam có bốn nhà tiên tri sấm truyền linh ứng cả ngàn năm sau. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về những lời sấm truyền vang danh ngàn năm sau đây, quý vị nhé! Một, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thánh nhân biệt hiệu đệ nhất tiên tri. Trạng Nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1491, mất năm 1585, người mà dân gian quen gọi là Trạng Trình, là một nhà văn hóa lỗi lạc của Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông cũng được coi là nhà tiên tri số 1 trong lịch sử Việt Nam với nhiều câu sấm được để lại và tập hợp trong Sấm Trạng Trình. Tác phẩm này đưa ra những lời tiên tri trong chiều dài nhiều thế kỷ, đến nay vẫn còn được tìm hiểu và luận giải. Về tài lý số, tiếng tăm của Trạng Trình truyền tới cả Trung Hoa. Sứ giả triều nhà Thanh tên là Chu Sán cũng dành lời ngợi ca cho ông rằng: An nam, lý học, hữu trình tuyển. Tương truyền trước khi chết, Trạng Trình có ghi vào gia phả và dặn con cháu rằng: Khi nào có khách tới viếng mộ và nói rằng thánh nhân mắt mù, thì phải lập tức mời người ấy vào nhà, nhờ họ đổi hướng lại ngôi mộ cho ta. Nếu trái lời ta, dòng dõi về sau sẽ suy tàn, lụi bại đấy. Con cháu làm y như lời dặn, nhưng chờ mãi đến 50 năm sau mới có người khách từ phương xa đến, nhìn mộ cụ một lúc rồi nói: Cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem để mả thế này. Vậy mà thánh nhân gì chứ? Họa chăng là thánh nhân mắt mù. Người trong họ nghe được chạy về báo với trưởng tộc. Ông này vội vàng ra đón người khách tàu kia về nhà, xin chỉ dạy đặt lại mộ. Thì ra, đó là một thầy địa lý nổi danh ở phương Bắc. Ông ta tự đắc cho rằng mình giỏi hơn Trạng Trình và bảo: Không cần phải đem đi đâu xa cả, chỉ đào mộ lên rồi xoay lại, nhích đi một chút là được. Lúc đào lên, thấy tấm bia đá chôn trong mộ lộ ra mấy câu thơ: Ngày nay mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dâng đằng đầu. Biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Đọc tới đây, vị khách tàu kia kinh sợ, lúc này mới thực sự bái phục tài tiên tri kiệt xuất của Trạng Trình. Dưới đây là những câu sấm còn lưu danh hậu thế của ông: Cao Bằng tàng tại, tam đại tồn cô. Được biết, khi triều Mạc lâm nguy, vua Mạc đương triều đã sai người đến hỏi Trạng Trình và ông đã đưa ra lời sấm này. Có nghĩa là nếu chạy lên Cao Bằng thì sẽ tồn tại được ba đời. Quả nhiên, nhà Mạc lên Cao Bằng và tồn tại được thêm ba đời nữa. Hoành sơn nhất đáy, vạn đại dung thân. Đây là lời sấm truyền Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa ra cho nhà Nguyễn. Năm 1568, Nguyễn Hoàng lo sợ Trịnh Kiểm sẽ sát hại mình. Nghe tiếng Trạng Trình giỏi thuật số nên ngầm sai sứ giả đến xin chỉ dẫn. Khi đó, Trạng Trình chỉ vào đàn kiến trên hòn Non Bộ và nói: Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Nghĩa là một dải hoành sơn có thể dung thân muôn đời. Nguyễn Hoàng nghe theo nên xin vào trấn thủ từ đèo ngang trở xuống. Quả nhiên, về sau gây dựng nên cả một cơ đồ thiên thu vạn đại, mở rộng bờ cõi nước Việt về phía Nam. Ngoài ra, Trạng Trình từng tiên tri 500 năm trước một số sự kiện xảy ra trong thế kỷ 20 về sự cáo chung của nhà Nguyễn. Có lời sấm rằng: Đến thời thiên hạ vô quân,
làm vua chẳng dễ, làm dân chẳng lành. Gà kêu cho khỉ dậy nhanh, phụ nguyên số đã rành rành cáo chung. Câu sấm này ứng nghiệm vào năm con gà Ất Dậu năm 1945. Vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn là vua Bảo Đại thoái vị. Nhà Nguyễn cáo chung, đất nước vô quân, không còn vua nữa. Một điều đặc biệt nữa, ngay trong phần đầu của tập Sấm Ký có tựa đề Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ, tên gọi Việt Nam đã được nhắc đến. Việt Nam khởi tổ xây nền, danh xưng Việt Nam còn được sử dụng một lần nữa trong bài thơ chữ Hán của ông có tựa đề Việt Nam Sơn Hà Hải Động Thượng Vịnh, vịnh về non sông đất nước Việt Nam. Theo quan niệm chính thống thì tên gọi Việt Nam không có trước năm 1804. Khi đó cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm lại sống cách ta 500 năm. Vì thế, Trạng Trình được xem là người đầu tiên nhắc đến quốc hiệu Việt Nam. Trong một bài thơ là Cự Ngao Đới Sơn thuộc tập thơ Bạch Vân Am Thi Tập, Trạng Trình đã viết: Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Chí những phủ nguy xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Câu này được xem như lời khuyên của Trạng Trình với thế hệ sau, rằng phải nắm giữ được Biển Đông thì đất nước mới thái bình, thịnh trị muôn đời. Mặc dù lời sấm truyền đã khoảng 500 năm, nhưng dường như vẫn mang tính thời sự, là một dự báo vô cùng chính xác dành cho hậu nhân chúng ta. 2. Thiền sư Định Không, bậc đại sư tinh thông thế số. Thiền sư Định Không sinh năm 730, mất năm 808. Ông là một trong ba thiền sư thuộc thế hệ thứ 8 thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, tu hành ở chùa Thiện Chúng, hương Dịch Bảng, phủ Thiên Đức. Xuất thân từ một dòng tộc quyền quý họ Nguyễn ở hương cổ Pháp, Bắc Ninh. Sử sách ghi lại rằng ông là người am hiểu thế số, hành động đúng pháp tắc, biết đoán định tương lai và nổi danh với sự việc giải đoán hậu vận đất nước. Khi tuổi đã nhiều, nhân đi dự hội ở chùa Long Tuyền, nghe thiền sư Nam Dương giảng kinh, ông lĩnh ngộ tôn chỉ, quy y đạo Phật, bước vào Phật môn. Tương truyền vào khoảng niên hiệu Trường Đinh Nguyên, năm 785-805, khi xây chùa, thợ đào được một bình hương và 10 chiếc khánh đồng. Từ đó, sư Định Không đọc lời sấm truyền linh ứng sau 200 năm về sự ra đời của nhà Lý, đến nay vẫn còn được lưu lại. Nội dung như sau: Pháp khí xuất hiện, thập khẩu đồng chung, tính lý hưng long, tam phẩm thành công. Tạm dịch: Hiện ra pháp khí, 10 chiếc chuông đồng, họ Lý làm vua, ba phẩm thành công. Trong sách Thiền Uyển Tập Anh cho rằng, ngay từ thời điểm năm 785 đến 804, tức hơn 200 năm trước khi Lý Công Uẩn lên ngôi vua, thiền sư Định Không đã biết trước được việc triều nhà Lý xuất hiện trong lịch sử nên đã làm bài thơ tụng. Câu chuyện mang màu sắc huyền bí này lại gắn liền với ngôi chùa Quỳnh Lâm, nổi tiếng đất Kinh Bắc. Chữ tam phẩm được cho là Lý Công Uẩn đang ở chức hàm tam phẩm mà lên ngôi vua. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tam phẩm thành công là ba đời họ Lý mới nên nghiệp. Từ Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, ẩn họ Lê, tới Lý Thánh Tông mới chính thức xưng vương và lấy quốc hiệu Đại Việt. Theo sử sách năm Giáp Thân 864, vua Đường cho Cao Biển là một nhà phong thủy đại tài của Trung Quốc thời đó đến Giao Châu làm tiết độ sứ với ý đồ phá long mạch, chặt linh khí. Ngay từ trước khi Cao Biển nhận lệnh trấn yểm nước Nam, thì năm 808, thiền sư Định Không đã cho gọi người kế tục mình là sư Thông Thiện đến dặn dò trước khi viên tịch rằng: Ta muốn mở rộng làng xóm, nhưng e nửa chừng gặp tai họa, chắc có kẻ lạ đến phá hoại đất nước ta. Sau khi ta mất, con kéo giữ pháp này, gặp người họ Đinh thì truyền, nguyện ta đã mãn. Nói xong, thiền sư Định Không viên tịch, thọ 79 tuổi, vào đời đường niên hiệu Nguyên Hòa thứ 3, 808, năm Bính Tý. Khoảng 60 năm sau đó, lời của ông đã linh ứng. Nhà Đường cử tiết độ sứ Cao Biển sang cai trị, bóc lột nhân dân ta.
thâm độc hơn, chúng còn đến nhiều vùng đất, thế núi linh thiêng, nơi sẽ sinh người tài giỏi, chấn yểm, triệt phá long mạch. Trong đó có đất cổ pháp của thiền sư Định Không. 3. Thiền sư La Quý, tiên tri xuất thần, giữ long mạch nước nhà. Thiền sư La Quý, sinh năm 852, mất năm 936, thuộc thế hệ 10 của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Là người họ Đinh, cũng được lịch sử ghi nhận về khả năng tiên tri xuất thần của mình. Khi thiền không thông thiện, sắp viên tịch, đã gọi sư La Quý đến dạy rằng: xưa thầy ta là Định Không thường dặn ta rằng, người giữ pháp ta, gặp người họ Đinh thì truyền, còn đúng là người đó, ta đi vậy. Thiền sư La Quý còn được nhắc đến với câu chuyện tiếp tục bảo vệ phong thủy nước nhà, vốn bị tiết độ sứ Cao Biển nhà Đường yểm bùa. Theo sách Thiền Uyển Tập Anh ghi chép thì vào thời nhà Đường ở Trung Quốc, vua Đường Ý Tông muốn xâm chiếm nước Nam, nhưng nhận thấy vùng đất nơi đây thời kỳ nào cũng có những nhân tài nổi tiếng. Vua Đường bèn cho Cao Biển là một nhà phong thủy đại tài sang tìm cách trấn yểm linh khí An Nam. Truyền rằng Cao Biển khi sang nước ta quan sát đã viết cuốn Địa Lý Cao Biển Cảo. Vốn là bậc thầy phong thủy, Cao Biển đã phát hiện một mạch đất cực lớn thuộc loại Đại Cán Long, xuất phát từ núi Côn Lôn bên Trung Quốc, chạy đến Việt Nam chia làm 3 chi lớn, trong đó có hàng chục ngôi đất xuất sinh thiên tử và hàng nghìn ngôi đất lớn nhỏ sẽ sinh ra các bậc anh tài. Cao Biển đã đi khắp nơi để tầm long điểm huyệt. Biết thế đất cổ pháp sẽ phát đế vương, Cao Biển đã cắt đứt long mạch nơi đây bằng cách đào đứt con sông Điểm, có thể là sông Đuống ngày nay, và 19 điểm ở ao Phổ Trần, thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh. Chính ngài La Quý là người đã nối lại long mạch cho làng cổ pháp. Năm 936, trước khi viên tịch, ngài La Quý gọi đệ tử chân truyền của mình là Thiền Ông đến dặn. Ngày trước, Cao Biển đã xây thành bên sông Tô Lịch, dùng phép phong thủy, biết vùng đất cổ pháp của ta có khí tượng đế vương, nên đã nhẫn tâm đảo đất sông Điểm và khuấy động 19 chỗ trấn yểm ở Phù Trần. Nay, ta đã chủ trì lắp lại những chỗ bị đảo đất được lành lặn như xưa. Trước khi ta mất, ta có trồng tại chùa Châu Minh một cây bông gạo. Cây bông gạo này không phải là cây bông gạo bình thường, mà là vật để trấn an và nối liền những chỗ đứt trong long mạch. Mục đích để đời sau sẽ có một vị hoàng đế ra đời và vị này sẽ phò dựng chính pháp của chư Phật. Thiền sư La Quý để lại lời sấm rằng: Đại sơn đầu rồng ngừng, đuôi củ ẩn Châu Minh, thập bát tự định thành, bông gạo hiện long hình, thỏ gà trong tháng chuột, nhất định thấy trời lên. Vậy việc nối lại khí tượng đế vương làng cổ pháp có tác dụng không? Vị đế vương đó là ai? Có thể thấy, ở câu thứ 3, thập bát tự, tức chữ thập, chữ bát, chữ tử tạo thành chữ Lý, ý chỉ vị vua sau này mang họ Lý. Hai câu sau nói ra vị vua này lên ngôi vào tháng chuột, tháng 11, năm gà, tức năm Dậu, 1009. Vị vua mang họ Lý lên ngôi vua vào tháng 11 năm 1009, tức là vua Lý Công Uẩn. Sự lên ngôi của vua Lý Công Uẩn đã mở ra thời kỳ cường thịnh của Đại Việt, cũng cho thấy sự tài ba của các thiền sư Việt khi tiên tri và phá giải thuật phong thủy của Cao Biển. 4. Thiền sư Vạn Hạnh, thông ba cõi, sấm truyền hàng thế kỷ. Thiền sư Vạn Hạnh sinh năm 938, mất năm 1025, là người họ Nguyễn, quê ở Châu Cổ Pháp, Từ Sơn, Bắc Ninh ngày nay. Ông là vị thiền sư có nhiều đóng góp trong việc mở ra nhà Lý, được xem là cố vấn của vua Lê Đại Hành, là thầy của Lý Công Uẩn. Ông cũng là một nhà tiên tri lỗi lạc của nước ta. Tương truyền niên hiệu Thiên Phúc, năm thứ nhất 980, nước Trung Hoa sai Hậu Nhân Bửu đem quân qua đánh nước ta. Khi giặc đóng quân ở núi Cương Giáp Lãng, vua Lê Đại Hành mời thiền sư đến hỏi: quân ta thắng bại thế nào? Ngài tâu: chỉ trong 7 ngày thì giặc tất lui. Sau quả nhiên y như lời ngài đã nói,
Ngoài ra, ngài còn rất giỏi về sấm ngữ và độn số. Vua Lê Đại Hành và quần thần rất tôn kính, thán phục. Khi vua Lê Đại Hành muốn can thiệp vào Chiêm Thành để cứu sứ giả bị Chiêm Thành bắt giữ, nhưng còn do dự nên đã sai tham vấn sư Vạn Hạnh. Sư nói ngay rằng đây là cơ hội, đừng để mất. Sau đó lời này nghiệm và trận ấy quân Lê thành công. Câu chuyện nổi tiếng nhất về khả năng tiên tri của thiền sư Vạn Hạnh gắn liền với cây gạo do thiền sư La Quý trồng ở làng Diên Uẩn. Theo Đại Việt Sử Ký, vào năm 1009, cây gạo này đã bị sét đánh và hiện lên những dòng chữ như sau: Thọ căn diễu diễu, mộc biểu thanh thanh, hoa đào mộc lạc, thập bát tự thành, đông a nhập địa, dị mộc tái xanh, chấn cung kiến nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình. Sư Vạn Hạnh đã giải đoán rằng, trong câu thọ căn diễu diễu, chữ căn là gốc, gốc là vua, chữ diễu đồng âm với chữ yểu, nghĩa là nhà vua Lê Long Đĩnh sẽ chết yểu. Ở câu thứ ba, chữ hoa đao mộc ghép lại thành chữ Lê, tức là nhà Lê sẽ sụp đổ. Trong câu mộc biểu thanh thanh, chữ biểu là ngọn, ngọn là bầy tôi, chữ thanh đồng âm với chữ thịnh, nghĩa là một người trong số quần thần sẽ lên nắm chính quyền. Ở câu 4, ba chữ thập bát tự ghép lại thành chữ Lý, tức là nhà Lý sẽ lên ngôi. Trong câu đông a nhập địa, chữ đông và chữ a ghép thành chữ Trần, nói về sự kế tiếp của nhà Trần sau nhà Lý. Câu dị mộc tái xanh, nghĩa là một họ Lê khác, Lê Lợi và nhà hậu Lê, sẽ lại nổi lên. Qua lời sấm này, thiền sư Vạn Hạnh đã tiên đoán chính xác những diễn biến lịch sử của dân tộc trong khoảng 5 thế kỷ, từ thời Tiền Lê đến thời Hậu Lê. Việc cây gạo bị sét đánh và hiện ra lời sấm cũng đã được thiền sư La Quý tiên đoán trước đó với câu Miên Thọ Hiện Long Hình, cây gạo hiện long hình. Câu thứ tư trong bài kệ năm 936 của ông. Thiền sư Vạn Hạnh được Lý Thái Tổ phong làm quốc sư nhưng vẫn ở tại chùa. Khi quốc gia hữu sự mới vào triều giúp ý kiến cho vua rồi trở về chùa. Ngày rằm tháng 5 năm Thuận Thiên thứ 9, tức 30 tháng 6 năm 1018, khi công hạnh đã viên mãn, thiền sư gọi chúng đồ lại dặn dò rồi thị tịch. Cả mộ đức hạnh của thiền sư về sau vua Lý Nhân Tông năm 1072 đến năm 1127 có bài kệ truy tán rằng: Vạn Hạnh thông ba cõi, thật hợp lời sấm xưa, quê hương tên cổ Pháp, chống gậy chấn kinh vua. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng những hiện tượng khoa học chưa giải thích được còn rất nhiều. Trong đó, những lời dạy truyền của thần, của thánh nhân cũng không phải là điều bình thường. Và sấm ký cũng vậy, đó là một dạng thần môn, được cho là do các vị thánh nhân lĩnh ngộ được đạo lý cao thâm lưu lại để chỉ dẫn con người. Quả thật, khi sự việc chưa diễn ra, khó ai mà đoán biết được ý nghĩa sâu xa của lời sấm. Triều đại hưng vong là do số trời. Việc các nhà tiên tri có thể tiên đoán trước sự việc xảy ra hàng trăm năm sau, thậm chí hàng thế kỷ sau, phải chứng tỏ rằng mọi việc ở thế gian đã có sự sắp đặt và sự biến động của thời cuộc vốn dĩ nằm ngoài khả năng chi phối của con người. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lời Dặn Cuối Cùng. Đêm ấy, chỉ còn mình tôi và Phú Trực Ban. Nó ngồi thu lu trên ghế chẳng nói chẳng rằng. Mọi lần ngồi trực thế này, bao giờ cu cậu cũng ba hoa chích chòe. Nói về vợ tớ, cậu có phụ danh là Nháy, ấy tự phụ. Đừng có ai coi thường về cái nháy của tớ nhé, vì nó mà cô em mê tít thò lò đi ấy. Rồi Phú lại nháy nháy con mắt như nuốt lấy những vì sao xa xôi. Nhưng hôm nay Phú nháy ngồi trầm lặng. Tôi bảo cậu mới đi phép về để bọn tớ trực cho rồi mai hãy trực. Nhưng Phú không nghe. Tớ được bồi dưỡng mắt rồi, các cậu trực hàng tuần nay rồi còn gì.
Tôi còn nhớ buổi chiều khi đứng cạnh giới, Xuân Ba Toác đã hô toáng lên. Tiểu trưởng kia, Phú Nháy lên phép. Đâu, cậu chỉ Ba Toác thôi. Tôi nạt Xuân. Không phải Phú Nháy, còn ai kia? Tôi ngó xuống phía chân đồi, Phú đang liêu xiêu đeo ba lô lên dốc. Thấy nói Phú trả phép, theo kêu từ hầm chui ra hỏi dồn. Đâu nào, Ba Toác? Rồi theo ảo xuống đón Phú từ triển dốc. Tiểu đội 14 ly vác của tôi còn có 4 người. Kể cả Phú đi phép, chúng tôi phải trực nhiều hơn. Nhưng ai cũng thấy mừng rồn cho chuyến phép của Phú. Kể ra, chiến tranh chuyện phép tắc đâu còn nữa. Nhưng với Phú lại là chuyện khác. Anh nhận được liên tục điện báo mẹ ốm nặng, con về ngay. Mà Phú chỉ còn có người mẹ. Bố mất từ khi anh còn ấm ngựa. Mẹ ở vậy nuôi con. Có tiêu chuẩn đi lính đâu. Nhưng khi biết Phú giấu mà xin đi bộ đội, mẹ biết chỉ còn cách khóc. Rồi cũng đành chịu mẹ và cưới vợ. Con bé ấy mê cái nháy của mình. Biết làm sao được, phải chiều mẹ thôi. Thằng Xuân miệng cười hếch hoác, vừa cưa lược, rằng tiểu đội phó nháy đi phép về trả thù cho đồng đội vất vả nhé. Còn Thêu thì ra vẻ thông cảm. Ở tiểu đội này, chẳng gì Thêu cũng là nhân vật số 2 có vợ. Còn Phú lại càng nháy nhiều hơn. Cục hầu nhảy nhót khi chú chàng nuốt nước bọt nói chuyện. Tao có cái số đào hoa mà lị. Đấy, nó lại nháy vào nòng pháo, y như là cô vợ đứng ở đó. Tao mới nháy. Đã nói gì đâu. Cô nàng cười đấm vào lưng mình. Ồ, sao anh lại nháy em? Em quen biết anh đâu. Rõ thật là, sao lại không? Cô ở Đồng Mai chứ gì? Ai bảo không có số? Tại sao mình và cô ấy sướng nhau? Xuân há hốc miệng nghe Phú nháy thuyết trình, rồi cái miệng lại không để hở giao hẹn. Này, tiểu phó. Gì? Phú không nháy mắt nhìn Xuân cảnh giác. Nếu như mà chị ấy còn cô em gái nào? À, tớ hiểu rồi. Con. Phú khoái chí một cách hào phóng. Tình yêu hiện đại như anh thì em nhận. Phú khẽ cựa mình, chiếc áo bạt sột soạt, chiếc mũ sắt va đập vào bệ pháo. Này. Gì? Tôi hỏi lại. Hút đi. Phú đưa cho tôi điếu thuốc. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt Phú hốc hác. Một cái gì đó không rõ rệt rào lên trong tôi. Tại sao Phú mới đi có nửa phép mà đã về đơn vị? Hay có chuyện gì trắc trở trong gia đình? Nói là đơn vị, nhưng chúng tôi có một tiểu đội pháo 14,5 ly đi phối thuộc, có 7 đứa. Nhiệm vụ là bắn máy bay bay thấp ở thượng nguồn sông Mã vào đánh cầu Hàm Rồng. Tiểu đội có 7 người, nhưng hy sinh mất 3, chưa kịp bổ sung. Tôi được lên thay tiểu đội trưởng đã hy sinh. Phú thay tôi làm tiểu đội phó. Tuy vậy chúng tôi sàn sàn tuổi nhau. Phú được 3 tuổi quân, tôi hơn vài tháng. Xuân lính thu dung. Lúc mới về đơn vị, Phú nắm lấy cổ áo, nháy mắt dọa. Choạng nhau chết bỏ. Nếu chạy là ta thúc nòng pháo xuống xả đạn đấy. Theo cười đệm thêm. Máy bay còn bắn rơi nữa là cậu. Cả bọn cùng cười bò ra khi Xuân cởi ngay cái áo ra, mặt đỏ phừng phừng cáu. Các anh đừng coi thường thằng binh nhất này nhé. 19,5% thương tật đấy. Khinh không thèm nhận loại 1 đâu. Loại 1 về địa phương đi sau mấy bà ấy chắc. Cũng vì vậy Xuân có cái tên Xuân Ba Toác. Cũng có khi thuận miệng, Thêu gọi là ngài binh nhất Ba Toác. Lần đầu tiên gặp Phú, Xuân đã hỏi một cách ngây thơ. Anh nháy như thế nào? Sao bắn được máy bay? Chà, cậu thật là con gái bị nháy còn dụng, nữa là máy bay. Phú tự phụ, nói cùng Xuân. Chưa đó, Phú giọt một điểm xạ dài vào chiếc Abazi từ phía lèn bay vào làm Xuân phục xanh mắt. Nhìn điếu thuốc cháy, tôi biết Phú có điều gì không ổn. Phú quay hẳn người sang phía tôi, cởi chiếc áo bạt đặt lên ghế. Với giọng nói hổn hển rất lạ. Hết rồi cậu ạ. Sao? Bà cụ khỏe rồi kia mà. Tôi lo lắng hỏi. Chuyện vợ kia, vợ mình ấy mà. Sao? Có gì đáng nói nữa hả cậu?
Tôi ngồi lặng đi không biết động viên Phú ra sao. Những vì sao nhấp nháy như những con mắt tinh nghịch nhìn chúng tôi. Đâu đó từ xa xôi, tiếng âm ỉ của máy bay vọng lại. Đêm ấy, mình về đến đầu làng. Phú kể, cục hầu khẽ chuyển động lên xuống. Hồi hộp quá, mẹ mình ra sao rồi đây? Người vợ trẻ sau 3 năm xa cách, chắc nóng lòng chờ mình. Cậu bảo chúng mình lấy nhau trong nhịp điệu của chiến tranh. Tuy thời gian tìm hiểu không lâu, nhưng mình tin vào cô ấy. Cậu đã nhìn ảnh rồi chứ? Bên ngoài con người còn xinh hơn kia. Hàm răng vợ mình cười ấy à? Chắc cậu cũng mê. Đôi mắt mà nhìn ai ư? Mình tưởng là tan biến ra cái lần ấy. Cô ấy bảo mình sao lại nháy ấy mà. Nhưng mà thôi, nói làm gì về cái đẹp ấy nữa. Qua con sông của làng tớ bằng một chiếc cầu. Chiếc cầu làm từ thời thằng Pháp kia mà. Những ngày chưa đi lính, bọn thanh niên chúng mình thường vẫn rủ nhau ra ngồi hóng mát. Nó là niềm tự hào của tụi chúng mình. Chiếc cầu ấy là nơi nối những tình yêu. Nhớ lại, cái đêm ấy, mình cùng mấy đứa bạn đi xem phim về. Trăng sáng quá. Thú thật với cậu, mình đoảng hay sao ấy? Những đêm trăng ấy sao mà khó ngủ quá. Mình bị cái gì đó day dứt trong người. Mình tiếc cái gì không rõ rệt. Rằng mai sau, khi rời khỏi trái đất này, ai sẽ là người đi ngắm trăng thay mình? Ai ở trên đời này có thể hiểu giống mình, có thể cùng mình nói được nỗi niềm ấp ủ này? Lại còn người mẹ mình nữa. Cả đời quá bụa nuôi con, quyết chí ra đi rồi, nhưng nghĩ lại thương mẹ. Nếu mình có mệnh hệ gì, chắc mẹ sẽ chết mất. Nhưng cuộc đời có lẽ ngán nhất là bị cái buồn làm cho nhụt chí. Thấy mình hèn kém phải không cậu? Phú nháy nháy con mắt như mỉm cười với ai đó từ chốn xa xôi. Anh lại móc thuốc ra châm hút. Ánh lửa chập chờn soi khuôn mặt của Phú. Thật bất ngờ quá. Phú nhìn tôi chân chân đôi mắt như hút mất nguồn sáng từ những vì sao xa xôi. Lần đầu tiên từ khi sống với Phú, tôi cảm nhận thấy cái đẹp của anh. Không hiểu sao, một cảm giác sờ sợ len lỏi trong tôi. Nhỡ mai kia chúng tôi không còn trên đời này nữa, có ai nhớ đến mình không? Phú khẽ nháy mắt, dường như lấy lại giọng suy nghĩ. Anh kể tiếp. Thế là đi bộ 1 ngày rưỡi cũng về đến nhà, về đến chiếc cầu giao duyên ấy đã khuya. Mình nói với cậu về đêm trăng ấy chưa nhỉ? Chính đêm trăng ấy mình gặp được Ngân. Cô ấy cũng tuyệt vời như cái tên ấy. Chúng mình thường nói cùng nhau những chuyện chẳng đâu vào đâu. Mình hỏi Ngân, em chờ anh nhé. Vâng, bao giờ? Mãi mãi. Ngộ nhỡ anh có sao? Đừng. Ngân đưa bàn tay thon nhỏ đặt lên miệng mình, không nói hết lời. Cô ấy ngã vào vai mình, khẽ nấc lên. Chắc cuộc đời sẽ tốt anh ạ. Chắc những người yêu nhau trên trái đất này đều tuyệt vời. Cô ta nói cô ấy chỉ yêu có mình thôi. Rằng là có những người có tạng như mình thì hay sợ vợ. Mà tội gì lại không lấy những người sợ vợ để được chiều chuộng. Chúng mình cười một cách thích thú. Nói thật cùng cậu, trên đời này có lẽ không có lần thứ hai nào trong đời có được những phút giây thiêng liêng như vậy. Xuân và Thêu chạy từ hầm ngủ ra pháo, giọng ngái ngủ chửi đồng. Tiền sư lão Dôn Sơn, về vị trí đi. Giọng Phú khô lạnh nhắc. Tiếng cảnh báo yên từ phía cầu hàm rộng rộ lên. Tôi bảo Xuân và Thêu về hầm trú ngủ đi, để chúng tôi trực nốt phần đêm còn lại. Hai đứa tôi ngồi trên mâm pháo, tâm trạng trống trơn một cách kỳ lạ. Tôi không muốn giục Phú kể tiếp vì sợ Phú buồn. Phú khẽ cười. Nhưng ông đừng nói với các cậu ấy làm gì nhé. Ông lại phải dặn. Tôi đáp lại một cách chua xót. Là mình nói vậy, còn không việc gì mà phải lo cả. Không hiểu sao, tôi muốn quát thật to lên cùng Phú. Thôi, mày đừng kể nữa làm gì. Chắc con Ngân bỏ mày đi với trai rồi chứ gì. Nhưng tôi lại kịp kìm lại nỗi tức giận vì cô ấy. Cây cầu ấy, đến chết mình cũng không quên được ông ạ. Giọng Phú bùi ngùi. Mình lên đến cầu thì đã khuya. Đâu đó có tiếng gà gáy.
đêm đen tối như mực. Chiến tranh mà, giờ này còn có ai thắp đèn đóm làm gì nữa. Nhưng kìa, có hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, có tiếng khóc thút thít. Mình sững sờ cả người, chân tay tự dưng bùn rùn cả ra. Quái lạ, họ không sợ chết hay sao? Cái cầu này đã bao lần bị bom rồi còn gì? Nhưng có kể gì khi họ đã yêu nhau mà? Đó là tâm lý của mình giật thót người khi thấy chân giá tình yêu của họ. Họ cũng yêu say đắm như mình ấy thôi. Mình sợ làm dày đến tình yêu của họ, mình sẽ là kẻ phá bĩnh họ giờ phút thiêng liêng trong đời họ. Mình khẽ rón rén quay lại dốc cầu ngồi, ẩn mình vào gốc gạo chờ cho phút giây ấy qua đi. Hoặc họ nghe tiếng gà gáy mà về đi. Nhưng không, cặp ấy mới dai hoi làm sao. Mình nghe thấy tiếng họ nức nở. Biết rằng nghe chuyện của người khác là xấu, nhất là khi họ yêu nhau. Nhưng làm sao được, mình có muốn đâu. Làm sao được cả ba con người xa lạ cùng ngồi đến sáng hay sao? Còn mẹ mình ốm nặng, đang chờ mình từng giây. Nếu nhỡ ra mẹ có hệ trọng gì mà mình ngồi đây thì sao? Thả như không về còn có nhẽ. Ngân của mình chắc khóc đỏ mắt vì vất vả và nhớ mình. Họ đã không biết điều thì mặc họ. Cái xấu không được che đậy là do họ. Mình phải bấm đèn pin để chứng tỏ là người ngay cậu ạ. Biết là bất lịch sự, nhưng làm sao khác được. Không bấm vào họ, nhưng mình cũng kịp nhận ra người con gái vội kéo áo xuống, rúc đầu vào người đàn ông kia. Mình cũng kịp nhận ra và thật ngu làm sao đã thét lên. Ngân! Không hiểu sao, mình lại lên đạn cậu ạ. Tôi chồm sang phía Phú, nó nháy nháy cặp mắt lia lịa như có sợi dây vô hình nào ở các vì sao đang lay gọi. Tôi nghe tim của anh ta đập liên hồi. Hai đứa ấy quỳ xuống xin mình tha tội chết. Giọng Phú kể một cách lạnh lùng. Mình muốn bắn cho mỗi đứa một phát và một phát cho mình. Nhưng cậu bảo làm thế còn ra cái gì nữa? Nó là tay động viên mình trước bọn trai làng ra trận. Nó ca ngợi mình là người biết vì nghĩa lớn. Nó lại cũng nói với vợ mình rằng mình hy sinh nhưng chưa có giấy báo tử. Nó bảo nó quý và thương mình như ruột thịt nên muốn chia sẻ cùng Ngần nỗi đau. Nó khéo tỏ vẻ làm cho Ngần mềm lòng. Nó nói những điều ngọt ngào về tình yêu hiện đại trong chiến tranh. Nó có phải là kẻ thù của mình không cậu? Mình có nên bắn nó không? Ngần thú nhận với mình rằng đã có mang mấy tháng. Cô ấy muốn lao đầu xuống sông để chết. Mình khuyên Ngần nên sống vì đứa con. Sáng ra, mình đánh thức mẹ dậy. Mình quỳ xuống chân mẹ. Ngần cũng quỳ xuống chân mẹ. Cô ấy khóc. Mẹ, con còn sống đây. Ôi con, thế mà có kẻ bảo con đã chết rồi. Không, con còn sống đây. Con ở nhà lâu không, con? Con xin mẹ đừng nói cùng ai con về. Sao lại thế hả con? Đêm mai con lên đường mẹ ạ. Con không ở lại lâu hơn được ư? Không mẹ ạ, con gặp mẹ rồi. Con vui lắm mẹ ạ. Phú dặn mẹ thương Ngần. Mẹ chẳng nói gì, chỉ kéo vạt áo, lau nước mắt. Tôi nhìn Phú lầm lũi, lau pháo, như nghe những lời nói của anh văng vẳng bên tai. Thằng Xuân ba toác, phì vẹo điếu thuốc lá, nói giọng lù khố. Thế nào, cụ Phú nháy. Chuyến này bà chị có cứt rán. Có thai chứ. Mày chỉ bố láo bố lếu. Tôi lia mắt nhìn Xuân. Biết gì mà vẽ chuyện. Theo khều biết Phú không vui nên phụ họa. Mặt trời bò lên chậm chạp từ phía lạch trường, chiếu đỏ rực cả khúc sông. Tiếng hò đâu đó từ phía làng Yên Vực vẳng sang hư thực. Nhưng tiếng cảng báo động rộ lên làm vang cả một vùng. Lại vẫn giọng Xuân ba toác. Choảng nhau à? Choảng đi nào, sợ gì? Thôi, ngài binh nhất chú ý, kẻo thiếu đạn đấy. Thêu nạt Xuân. Trận địa pháo 100 và 57 đã nổi lửa rồi. Những ánh chớp sáng rực cuồn cuộn đang dâng trào. Tôi cho pháo quay về phía thượng nguồn sông Mã đón lõng. Tiếng Phú khẽ khàng. Bắt mục tiêu núi,
quyết tâm, chuẩn bị, tiêu. Theo đáp lại ngắn gọn. Chiếc đầu tiên điểm xạ dài, tôi quát lên, sợ mọi người không nghe rõ tiếng mình. Tiêu, bắn. Tiếng quát của ai đó từ trận địa 54 dội lên. Cường kích cao điểm 134. Cường kích. Tôi hồn lạc cả giọng. Phú quay pháo ngoắt lại 180 độ, chân dập mạnh vào bàn cò. Xuân Ba Toác réo lên thất thanh. Bom! Tôi chưa kịp ngoái lại thì Phú đã lao xuống khỏi mâm pháo, cầm quả bi quẳng ra ngoài công sự. Nhưng quả bom bi chỉ kịp chạm vào thành công sự, đã nổ tóe ra hàng trăm mũi tên lửa bắn vào chúng tôi. Phú quay lưng lại ôm choàng lấy tôi. Anh như chiếc áo giáp nhận lấy những viên bi vào lưng, vào gáy. Tôi và Xuân kịp khiêng anh vào hầm pháo. Theo lên bờ công sự phất cờ lia lịa, tín hiệu xin cấp cứu. Nhưng muộn mất rồi, Phú mở mắt trừng trừng không nháy. Tay anh nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cúi xuống áp vào mặt anh, gọi trong nước mắt. Phú ơi! Phú! Anh Phú! Xuân òa lên khóc. Phú nhắm nghiền mắt, lắc đầu thều thào. Mẹ ơi! Tôi nắm chặt lấy tay Phú, cố gọi tên anh. Phú mở mắt nhìn tôi, nói rành rọt. Con của Ngân sắp ra đời. Anh khai là con của Phú hộ nhé. Đằng nào thì em cũng yêu cô ấy. Tiếng bom bi đì đùng tiễn Phú vào nơi yên nghỉ cuối cùng, bên dòng sông Mã trong xanh. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Kênh Vạn Điều Ý Nghĩa xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.